Hôm nay mình lại chia sẻ một cái bữa cơm 50.000 và vừa ngon lại vừa tiết kiệm, và 15% là thực vật động vật và 85% là thực vật. Nó rất là tốt luôn ạ. Mời các bạn ăn theo cái chế độ này nhé. Hôm nay mình lại chia sẻ một cái bữa cơm gia đình nha, 50k nhé. Ở đây với món thịt luộc ạ. Cái bữa cơm này thịt luộc và rau là chính ạ. Và mình sẽ dùng một ít muối để mình luộc thịt, để trần thịt trước đã. Sau đó mình mới đi luộc thịt. Hôm nay mình luộc thịt vai giòn ạ. Thịt thì đã rửa sạch rồi với nước muối loãng rồi, bây giờ luộc và trần với nước muối loãng xong, nó đổ ra rửa sạch và luộc lại lần hai. Luộc lần đầu với mục đích mình chỉ là trần thịt thôi, với muối này thôi, để cho nó hết những cái bụi bẩn còn sót lại và thịt nó thơm hơn. Còn lần hai mình sẽ cho gừng, cho hành và hạt lêm mà mình luộc thịt nhé. Nước nó sôi ra rồi mình vớt thịt ra rồi lấy nước mới để nấu nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ, khi nước nó sôi lên này nhé, chúng ta đổ cái nước này đi và dùng nước mới để luộc thịt nhé. Đấy, những cái bọt này chúng ta đổ luôn đi, thay nước mới vào như này nhé. Các bạn cho gừng, cho hành tím vào, cho thìa hạt lêm và một chút xíu muối vào để nước nó ngọt và thịt nó đậm một chút. Và chúng ta luộc đến khi nước sôi thì chúng ta sẽ tính 20 phút là thịt tới chín nhé. Nước sôi thì cho nhỏ lửa và luộc 20 phút. Trong khi chờ đợi thịt luộc thì mình sẽ đi rửa rau và xào rau mùng tơi với cả lấu canh, thì lấu canh cải thì dùng luôn cái nước này để lấu canh cải. Đây mùng tơi thì chúng ta xào, chúng ta lấy những cái ngọn mùng tơi này để chúng ta xào như ngâm với nước muối loãng rồi rửa sạch. Đây mùng tơi rửa xong rồi, bây giờ mình đi thái rau cải. Các bạn dùng luôn cái nước mùng thịt nó rất là thơm ngon ấy, để mình nấu canh rau cải nhé. Rau cải rửa sạch để thái nó nhỏ ra nhé. Bây giờ mình sẽ đi xào trong mùng tơi. Làm như vậy là mình sẽ có một bữa cơm rất là ngon, hai món rau và một món mặn. Với cái mâm cơm như này ấy, chỉ hợp với những bạn mà không thích ăn nhiều thịt thôi. Còn các bạn mà thích ăn nhiều thịt thì các bạn phải có thêm một món mặn nữa. Nhưng mà cái thời điểm bão giá như này, giá nó rất cả rất là căng thẳng như này và cao như này, thì mình làm mâm cơm này vừa dễ ăn mà mùa nóng này thì ăn những cái món ăn như này nó đơn giản đấy. Còn bạn nào thích ăn thịt thì cho mình thêm một đĩa thịt nữa, thịt xào hoặc là một đĩa trứng chiên thịt nữa. Không thì như này đấy, là nhà mình thì có 3 người, như này là khá nhiều so với 3 người. Mỗi người 150g thịt là một lạng rưỡi thịt đấy, và hai món rau. Theo chế độ ăn ấy, thì chúng ta chỉ cần 150g thịt một bữa. Lượng thực vật là khoảng 85%, lượng đạm là 15%. Đấy. Trong một bữa ăn chúng ta nên ăn như vậy, nó tốt hơn. Và bây giờ mình phi tỏi lên, chỉ cần nó thơm lên, các bạn không cần phi kỹ quá đâu, phi kỹ quá thì xong rồi chúng ta khi mà xào thì nó sẽ mất chất đấy. Đấy, và bây giờ chúng ta cho rau vào xào. Khi xào rau này nhá, thì khi rau nó óp này rồi, chúng ta cho luôn một chút muối và hoặc hạt lêm vào nhé. Đây mình cho ít hạt lêm vào thôi và ít dầu hào nữa. Đấy, hai cái này thì xào cái rau thì cực ngon luôn ạ. Không cần thêm muối mắm gì nữa, chỉ cần hạt lêm và dầu hào. Một thìa hạt lêm, một thìa dầu hào lên, xào nhăn nhát như này, nghĩa là nhạt một chút đấy thì ăn nó sẽ dễ ăn hơn. Bạn nào thích ăn bột ngọt thì cho thêm bột ngọt, như bản thân cái hạt lêm nó đã ngọt rồi ấy, nhưng chúng ta không cần nữa. Và bây giờ cho lửa thật to lên, xào cho nó săn lại thêm tí là được. Xào rau này mất khoảng 5 phút rồi. Bây giờ các bạn nhé, sau khi xào rồi nhé, chúng ta sẽ cho ra đĩa nhé. Xào mùng tơi thì kiểu gì nó sẽ ra một ít nước như này nhé các bạn nhé. Như rau này rất là xanh luôn khi chúng ta xào với lửa to. Riêng một cái rau mùng tơi này xào rất là nhiều nhưng được rất là ít ạ, vì nó óp ấy. Đây là mình được món đầu tiên là mùng tơi xào tỏi. Cái phần thịt này luộc được 10 phút rồi nhé. Các bạn cứ lật miếng thịt làm đi cho mình một lần nữa. Và luộc thêm 10 phút nữa rồi mình tắt bếp. Sau đấy cái nước này nấu canh luôn mùng tơi. Canh rau cải luôn. Bây giờ mình sẽ vớt thịt ra nhé. Và các bạn cho rau vào thôi. Và lên nếm lại gia vị là mình có bắp cải, rau cải. Thịt này để nguội bớt rồi mình thái mỏng ra, chấm lên mắm ớt.
Khi nó sôi sùng sục lên như này nhá, chúng ta cho thêm một chút xíu nước mắm vào rồi tắt bếp. Chúng ta chỉ cần đun sủi đến khoảng 3 phút thôi là nó sẽ chín. Rồi bây giờ mình tắt bếp cho ra bát. Bây giờ mình sẽ múc canh ra nhé. Như này là mình đã xong được mâm cơm rồi. Bây giờ thái thịt nữa là xong rồi. Coi rất là xanh và ngon luôn. Nấu rất là đơn giản. Ăn như này chúng ta cảm thấy rất là ngon miệng ấy. Nó đủ chất ấy mà không bị cảm thấy nhiều rau quá. Thái ít thịt để bữa cơm rất là ngon. Thái thêm một ít thịt nữa là thái thịt mỏng ra nữa là được. Thịt thì chúng ta cứ thái mỏng nhé. Cái phần vai giòn này mà chúng ta luộc hay nướng đều rất là ngon, nó ngọt thịt. Đây là cái mâm cơm mình đã hoàn thành đấy ạ. Tuy nó rất là đơn giản như này nhưng mà ăn cực kỳ ngon và phù hợp với cái mùa hè này, vừa mát vừa ngon mà vẫn đủ chất nhá. Và giờ mình sẽ dừng cái clip về cái mâm cơm ở đây nhé. Ăn về cái mâm cơm gia đình mùa hè với giá 50.000 ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.